vào lúc 4 giờ 15 chiều thứ Tư 23 tháng 1 giờ Panama, sau hơn 13 giờ bay. Chuyến bay Alitalia 330 của hãng hàng không Ý chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Tocumen của Panama. Bước xuống máy bay, ba em bé trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay. Đức Thánh Cha được ông bà Tổng thống Juan Carlos Varela chào đón. Và cùng nghe đoàn quân nhạc thổi các bài khúc thiệu của Vatican và Panama. Dưới sức nóng 33 độ và độ ấm khó chịu của khí hậu Panama, Đức Thánh Cha được 2.000 bạn trẻ nồng nhiệt chào đón với các lá cờ ở trong tay và các cụ nhạc truyền thống. Sau đó, Ngài chào các chính khách và các giám mục địa phương. Trước khi lên xe về tòa sứ thần tòa thánh, Đức Thánh Cha còn tươi cười công hôn các em bé, gửi tay chào và chúc lành cho các tín hữu.